Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chủ tịch nước Tô Lâm bàn giao chức năng, nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị bàn giao công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công an giữa Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định điều này thể hiện sự tin tưởng, quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Thượng tướng Lương Tam Quang trên lĩnh vực công tác được giao phụ trách những năm qua. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong gần hai nhiệm kỳ giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, ông đã cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh trật tự, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục thực hiện tốt vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an, tiếp tục mở rộng công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, tham gia hiệu quả các hoạt động giữ gìn hòa bình, xứng đáng là lực lượng đi trước mở đường. Cùng với đó, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trọng tâm là hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Thượng tướng Lương Tam Quang bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng từ Chủ tịch nước Tô Lâm, hứa với Chủ tịch nước sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các lãnh đạo chủ chốt và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã dày công xây dựng, bồi đắp. Ngay sau buổi bàn giao, Bộ trưởng Lương Tam Quang sẽ khẩn trương chỉ đạo các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp nối những tư tưởng chỉ đạo, những công việc mà Chủ tịch nước đang lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 7. Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an. Chiều 6 tháng 6 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 với Thượng tướng Lương Tam Quang. Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 và Quốc hội thảo luận tại đoàn về nội dung này. Nhân sự được Thủ tướng đề nghị là Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đầu giờ chiều ngày 6 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công an và tiến hành phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Tiểu sử đồng chí Lương Tam Quang, họ và tên Lương Tam Quang, ngày sinh 17 tháng 10 năm 1965, ngày vào đảng
21 tháng 11 năm 1998. Quê quán: xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Dân tộc: Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng từ tháng 1 năm 2022, Thứ trưởng Bộ Công an. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm. Tóm tắt quá trình công tác: trước năm 2012, trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2012, đại tá Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Năm 2015, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng. Tháng 10 năm 2017, Thiếu tướng Chánh Văn phòng Bộ Công an, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an. Năm 2019, được thăng cấp bậc hàm Trung tướng. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 5 năm 2020, kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 1 năm 2022, được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Quy trình miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm. Cuối giờ chiều 21 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm. Theo chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã được Quốc hội điều chỉnh vào chiều 21 tháng 5. Cuối giờ chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm. Trước đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Theo chương trình, sau khi Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Sáng 22 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, nếu có. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ban kiểm phiếu làm việc, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước tuyên thệ, Chủ tịch nước phát biểu nhậm chức. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, nếu có. Người được đề nghị miễn nhiệm phát biểu, nếu có, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu làm việc, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ Công an hiện có 6 thứ trưởng gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Nguyễn Văn Long và Trung tướng Lê Văn Tuyến. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.